Chào tất cả các bạn, trên tay mình đây đang là chiếc iPhone 6S Plus phiên bản màu hồng. Mình đã tháo ra như trong clip trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện tiếp clip này để đóng khung cái chiếc iPhone 6S Plus này lên. Trong các clip trước hay là trong playlist của mình đã hướng dẫn tất cả các bạn cách tháo từng chiếc iPhone 1 và đóng khung những chiếc iPhone đó lên. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series về đóng khung iPhone nhé. Để chuẩn bị đóng khung một chiếc iPhone lên, các bạn cần phải chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là một chiếc máy đã được tháo hết tất cả các bộ phận, đầy đủ các bộ phận. Thứ hai là một cái khung tranh. Cái khung này thì các bạn có thể mua ngoài tiệm với giá rất là rẻ, chỉ từ 50 đến 70 nghìn đồng thôi. Một cái tấm mica, một cái tấm fog nhá, fog màu trắng như thế này. Bởi vì màu trắng nó sẽ làm cái nền rất là nổi và đặc biệt. Các bộ phận của iPhone khi ghép lên đây nó sẽ rất là bắt mắt. Tiếp tục bên cạnh đó các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái súng bắn nến nhá, súng bắn keo nến như thế này và một số cái cây keo nến để có thể gắn được các bộ phận của iPhone lên rất là nhanh và tiện. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái phần chính là thực hiện đóng khung nó lên nhá. Trước hết thì các bạn cần phải lấy hết tất cả các bộ phận của chiếc iPhone này ra. Sau đó các bạn sẽ ướm lên cái tấm mica, tấm fog này, nhựa fog này cho mình. Ở đây mình sẽ thực hiện các bộ phận theo đúng như những cái chiếc iPhone khác mà mình đã lắp ghép rồi. Thì chúng ta cũng sẽ lắp ghép các bộ phận theo đúng thứ tự như vậy. Thì nhìn nó sẽ đồng bộ và bắt mắt hơn rất là nhiều. Đầu tiên ở giữa sẽ là phần xương máy. Bên cạnh sẽ là phần màn hình. Đó. Bên phải sẽ là pin. Toàn bộ pin. Bên trên pin mình sẽ để đó là nút home và khai SIM. Ok, tiếp đến bên phải bên này thì mình sẽ để một là main này. Đó. Đây mình sẽ có một số cái khai SIM nữa thì mình sẽ thay cái khai SIM này ra. Đây, mình sẽ sử dụng cái khay SIM này. Một là ở đây sẽ có một là main này. Đấy, hai là cái cụm loa. Cụm loa này thì do cái diện tích của máy nó hơi nhỏ cho nên mình sẽ phải đặt cái cụm loa lên chốc. Đấy, tương tự như dòng 6S thì mình sẽ phải đặt lên chốc. Ở đây thì từ cái dòng 6S trở lên nó sẽ có một cái cáp. Đấy, cáp anten kết nối lên trên main như thế này thì các bạn cần phải sâu được cái cáp này lên nhá, nhìn cho nó bắt mắt. Do cái khung tranh mình lựa chọn là cái khung tranh cỡ nhỏ để bắt những cái iPhone khác cho nên nó sẽ hơi nhỏ một chút. Đấy. Tiếp đến thì mình sẽ thực hiện các bộ phận, lắp các bộ phận tiếp theo như là camera sau này, đó, cáp wifi này, thì mình sẽ gắn lại một chút cho nó đỡ mất diện tích nhá. Cáp wifi này. Tiếp đến sẽ là đây là camera trước. Camera trước. Và các cảm biến. Đây sẽ là cáp của nút nguồn và đèn flash. Đây sẽ là loa trong. Nút tăng giảm âm lượng và cần gạt rung. Đây sẽ là cục rung Taptic Engineer của 6S Plus. Đó. Đây là cái cáp chỗ wifi. Đó, đây là toàn bộ tất cả các bộ phận của chiếc 6S này. Tuy nhiên thì cái dòng 6S này này nó chiếm tương đối nhiều diện tích vì nó to, 6S Plus nó tương đối to cho nên là các bạn cần phải sắp xếp các bộ phận nó thật là khéo léo để có thể hết vừa được nhá. Ở đây thì mình sẽ dịch sang bên phải một chút để có thể vừa được các bộ phận.
Cái này mình sẽ gấp lại, cáp này mình sẽ gấp lại cho nó gọn. Đó, theo đúng như kết nối của iPhone luôn. Đó, thì nó sẽ gấp lại như vậy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện việc gắn các bộ phận này lên nhá. Mình sẽ gắn theo thứ tự mà mình đã đặt như thế này rồi. Ok. Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng keo nến để gắn cho mình cái xương máy trước. Cái xương máy này tương đối là to cho nên là các bạn cần phải bơm keo cho nó chờm được lên cái phần xương máy này mới được. Đó, tương đối tốn keo. Các bộ phận khác thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ok, sau đó các bạn sẽ đặt xuống phần phần tấm nền này cho mình. Rồi, để chắc chắn hơn thì các bạn nên bơm vào trong cái lỗ tai nghe này thêm một ít keo nữa cho nó có thể chắc chắn nhé. Ok. Tiếp đến thì các bạn sẽ gắn cho mình cái màn hình. Màn hình này các bạn cũng sẽ gắn lên như vậy. Đó, cũng gắn ra các góc. Ok, sau đó các bạn sẽ đặt lên. Này, các bạn sẽ đặt lên cạnh song song với cái xương máy vừa rồi. Các bạn sao đặt sao cho nó vừa cân vừa đẹp. Thì khi các bạn gắn lên treo lên nhìn nó rất là đẹp bắt mắt. Các bạn cũng sẽ bơm cho mình thêm một chút keo vào trong cái nút hôm như thế này để có thể nó giữ chắc chắn hơn nhá. Đó. Đó, mình sẽ bơm thêm một chút vào đây để cho nó cố định. Ok. Rồi. Tiếp tục mình sẽ gắn đến các bộ phận tiếp theo. Đó là bộ phận pin. Mình sẽ gắn pin lên. Các bạn cũng nên gắn sát một chút bởi vì cái diện tích hơi bị nhỏ vì cái máy rất là to. Cho nên các bạn cần phải gắn sát lên. Bật. Các bạn phải chờ keo nó khô thì nó mới chắc. Đây hiện tại keo nó chưa khô nên nó đang hơi bị lỏng lẻo. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ gắn pin nhé. Mình sẽ gắn nó sát vào một chút để tiết kiệm được diện tích. Đó, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ gắn đến cái nút home. Sau đó là khay sim. Rồi, tiếp tục sang bên phải bên này thì mình sẽ thực hiện gắn cái cụm loa nhá. Mình sẽ gắn cái cụm giải loa bên dưới này. Đầu tiên thì mình sẽ cố định cái loa ngoài lên trên bên trước, lên trên cái cụm cáp này trước. Đó, mình sẽ cố định lên như thế này. Sau đó mình sẽ cố định cái cáp, cáp kết nối này lên, tránh cái mất diện tích. Nếu mà bạn nào dùng cái khung tranh to hơn ý, thì các bạn có thể sâu hết tất cả các bộ phận này ra thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên ở đây thì diện tích nó hơi hạn hẹp cho nên là mình sẽ gắn nó lại theo như đúng thiết kế của iPhone luôn. Đấy, sau đó mình sẽ gắn cái bộ phận cáp này lên trên khung máy. Mình sẽ gắn sát nó vào nhé.
Ok. Rồi. Tiếp đến thì mình sẽ gắn cái anten này cho nó thẳng xuống. Mình sẽ chấm một chút lên cái đầu này. Để có thể cố định nó. Do mình vừa quay clip vừa làm cho nên là nó sẽ mất nhiều thời gian. Các bạn có thể tua nhanh hơn một chút đến cái phần cuối cùng để xem cái thành quả của mình sau khi đã làm xong nhé. Đó, hoặc nếu bạn nào mà muốn theo dõi kỹ hơn thì các bạn có thể xem cùng mình và làm cùng mình. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ gắn cái mên này lên, cố định cái mên này vào. Mình đã cố định. Tiếp tục mình sẽ cố định cái camera sau. Đó, nó sẽ rất gọn gàng như vậy. Sau đó mình sẽ cố định cái cáp. Đây là cái cáp wifi. Rồi, mình đã cố định được cái cáp wifi. Tiếp đến mình sẽ cố định các bộ phận. Đây là cái camera trước và cảm biến, các cảm biến tiệm cận. Ok. Cố định được camera trước và cảm biến tiệm cận rồi. Đó. Tiếp tục mình sẽ cố định cái bộ phận là đây là loa loa trong của 6S Plus nhé. Các bạn cố gắng sao cho sắp xếp các bộ phận nó hợp lý là được, cho nó có nhiều không gian, nhìn có thể đẹp mắt hơn chứ không cần thiết phải cố định như những cái clip trước mình làm. Đấy, thì mình có thể sắp xếp sao cho nó tương ứng và phù hợp là được. Đây mình sẽ gắn tiếp, đây là cái cụm cáp của nút tăng giảm âm lượng và phím chuyển đổi nhanh giữa rung và chuông. Đó. Tiếp đến mình sẽ gắn cái bộ phận tiếp theo. Đây sẽ là cáp của đèn flash và nút nguồn. Bạn cũng cố gắng làm nó tỉ mỉ một chút thì khi các bạn treo lên nó nhìn rất là đẹp, cái khung tranh nó rất là đẹp. Nếu mà bạn nào thấy lâu quá các bạn có thể tua đến cuối cùng nhá, vì đây mình vừa thực hiện mình vừa làm ấy cho nên nó sẽ mất tương đối nhiều thời gian. Đấy. Thì bạn sẽ tua đến cuối cùng để xem được cái thành quả. Ở đây mình sẽ thêm một, mình sẽ gấp cái đèn flash này lên để có thể nhìn được cái đèn flash kép. Đấy, mình sẽ gấp nó lại như thế này để khi đóng khung treo lên các bạn có thể nhìn được cái đèn flash kép như thế nào, sâu nó ra. Rồi, tiếp đến mình sẽ gắn đây là cái cáp của wifi nhé. Mình sẽ gắn cái cáp wifi này. Đó, mình sẽ gắn nó lên. Ok. Rồi. Tiếp đến mình sẽ gắn đây là cái loa cái chân tai nghe. Thì hôm trước mình tháo ra nó bị bung ra một chút, mình sẽ gắn nó lại đúng vị trí của nó. Đó, đây là cái chân tai nghe. Và cuối cùng là mình sẽ gắn cái cục rung Tappic Engineer, bắt đầu từ dòng 6S trở lên nó sẽ có cục rung đời mới như thế này. Mình sẽ quay cái mặt của chữ Tappic lên trên
để các bạn có thể nhìn được. Đó, chúng ta sẽ show những cái gì mà mới nhất, đời mới nhất lên. Ok, như vậy là toàn bộ các bộ phận của chiếc iPhone 6s này mình đã gắn lên thành công. Mình đã gắn nó hơi lệch sang bên phải một chút, cho nên là cái phần bên phải này nó bị hơi sát. Đó, lát nữa khi đóng khung nó sẽ tương đối là khó. Đấy, thì bây giờ tất cả các bộ phận nó đã cứng lại và cố định rồi, thì mình sẽ hơi dịch cái chân sạc này, cái chân kết nối này lên để có thể đóng khung được dễ hơn nhé. Thì mình sẽ hơi dịch cái chân sạc này lên trên này. Đó, mình sẽ hơi dịch cái chân sạc này lên trên một chút. Ok. Tuy nhiên khi các bạn thực hiện xong ấy, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có những cái phần keo nến nó bị dây ra như thế này, thì các bạn sẽ xử lý nhanh bằng cách các bạn cứ vuốt vuốt thế này thì nó sẽ ra ngay thôi. Cái keo này nó rất là dễ ra, dễ bong, rất dễ vệ sinh, không bị cấc lại, cho nên là các bạn vệ sinh qua một chút thì khi đóng khung lên nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Với cái màn hình này mình bắn hơi nhiều keo, nhìn nó hơi xấu một chút. Đấy, thì các bạn có thể tua nhanh đến cái phần cuối nhá. Phần cuối thì mình sẽ thực hiện, các bạn có thể nhìn thấy thành quả cuối cùng. Đây mình muốn vệ sinh qua một chút về cái keo này cho nó đỡ xấu. Ok, cái keo này thì nó rất là mềm thôi, rất dễ để các bạn có thể lấy ra được, không có gì khó khăn cả. Như vậy là mình đã vệ sinh xong. Một số điểm nhỏ thì không phải vấn đề. Ok, như vậy là mình đã thực hiện thành công. Trên đây là toàn bộ những cái cách để các bạn có thể đóng khung được chiếc 6S Plus này lên khung tranh. Bây giờ mình sẽ lên khung cho các bạn xem nhé. Đây là cái khung tranh. Thì các bạn sẽ vệ sinh qua một chút cái tấm kính này. Rồi, sau đó các bạn sẽ úp cái mặt của chiếc 6S này lên cho mình. Đó, do bên phần pin mình đóng hơi sát cho nên mình sẽ lệch sang bên phải một chút để có thể tránh cái phần pin nó đỡ bị mất. Đấy, sau đó các bạn sẽ ghim và sẽ chốt các đầu chốt của các góc lại cho mình. Do mình chỉ lựa chọn tấm nền là một cái tấm nhựa hoặc tấm Fox. Đấy, nên là nó rất là mềm, rất là cong và dễ dàng các bạn có thể uốn được nó. Đấy, sau khi đã cố định được thì các bạn sẽ chốt ốc lại cho mình nhé, cho nó chắc chắn. Mình sẽ chốt ốc lại cho mình. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tận hưởng thành quả. Ok, đấy. Như vậy là trên tay mình đã, đây là cái chiếc iPhone 6S Plus đã được đóng khung một cách hoàn hảo. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp và gọn gàng. Các bộ phận được sắp xếp theo đúng thứ tự của các như những chiếc iPhone trước. Các bạn cứ sắp cho mình bên trái này là toàn bộ main nhá, toàn bộ các bộ phận bên trong. Tiếp đến ở giữa là xương máy, màn hình, pin, nút home và khai sim. Đó, cảm ơn các bạn đã quan tâm clip này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.